hội đổi đời. Thật sự là trước khi tham gia chương trình này, Thư Đực cũng đã coi rất là nhiều rồi. Coi những số rất là cực khổ như anh em, ví dụ như của Lê Dương Bảo Lâm, của anh Khắc Việt. Và bản thân Thư là cực kỳ gọi là cảm thấy rất là hào hứng khi mà được mời tham gia đến với Cơ Hội Đổi Đời. Và hy vọng Thư sẽ có cơ hội để đổi đời cho bất kỳ một hoàn cảnh nào trong chương trình này. Là khi mà nghe cô chia sẻ, khi mà cô hoàn cảnh như vậy, có cháu thì bị vẹn cuộc sống như vậy, và đang phải nói chung là mọi người cũng thấy cái hoàn cảnh của cô là cô cũng đã già, sức lao động thì cũng đã thực sự là cũng mất đi rồi, mất sức lao động rồi, thì tất nhiên là xúc động mình sẽ có. Bản thân Thư lúc đó thì nghe xong chia sẻ thì mình nghĩ là mình phải cố gắng, mình phải thực sự là cố gắng để có thể là giúp đỡ được cô, để có thể phần nào để giảm bớt cái số nợ 200 triệu của cô. Tôi nghĩ như nè, tại lúc đó nếu mà mình thể hiện cái sự xúc động đó, thì cái mood của mình, cái mood của người tham gia, của anh Đan Trường, của các vận động viên, của anh Nghĩa, của chị Hương, của cá cô nó sẽ tuột xuống. Thôi thì mình nghĩ xúc động thì mình cứ giữ trong tim, trong cảm xúc của mình đi. Còn cái việc mà mình cần là phải thật sự tích cực để có thể là giúp cô giải quyết được phần nào nợ nần. Từ một người rất là khó khăn, gia đình cũng có những giai đoạn bị phá sản, bị khó khăn, và nhưng mà thực sự lúc đó thì mình cũng chỉ rất là nhỏ, chỉ biết được là mình phải làm theo lời ba mẹ thôi. Nhưng mình lớn lên thì mình biết là cái khoảng thời gian mà gia đình mình nó gặp biến cố thì ba mẹ cũng đã phải cố gắng hết sức như thế nào để có thể gói ghém, để có thể lo lắng cho mình cơm ăn áo mặc, và quan trọng là mình vẫn được đi học đến trường hôm nay. Mình là Nam Thư, và hy vọng là cái tên Nam Thư và với cái sức lực của Nam Thư thì sẽ đóng góp điều gì đó dù là nhỏ thôi cho xã hội. Cái việc mà về quê ăn Tết á, thì Thư cũng đã nói rất là nhiều lần rồi. Tức là không phải là 12 năm ba mẹ không thấy mặt Thư. Đúng rồi. Tức là mình sẽ tính là không về ăn Tết ở đây. Tức là cái ngày mùng 1 á, từ mùng 1 tới mùng 2, mùng 3, mùng 4, mùng 5 đó, nguyên cái từ mùng 1 đến mùng 6 đi là quy định là Tết ở trong đó, thì cái khoảng thời gian đó mình không có mặt ở nhà thôi. Chứ là từ khoảng 25 đến 26 Tết là Thư cũng đã phải về rồi mọi người. Thư cũng dọn dẹp, lau chùi, trời ơi cắm đầu, chứ không phải là không có về. Thì tức là mình nói là 12 năm rồi mình không về quê ăn Tết với ba mẹ, tức là mình không về quê ăn cái Tết bắt đầu từ mùng 1 trở đi thôi. Còn Thư vẫn ở nhà qua giao thừa, rồi sáng mùng 1 Thư sẽ lên lại Sài Gòn. Nhưng mà có đó là khi mình điều kiện mình đã có xe hơi rồi. Còn khi lúc mà mình chưa có xe hơi á, mình phải đi xe máy nè, hoặc chưa có xe máy luôn, lúc đó mình cứ đi xe đò. Tức là mình phải đi xe đò về, ví dụ 30 người ta hết chạy rồi, 29 mình phải lên lại. Tức là khoảng thời gian trước Tết mình phải về, bắt đầu từ hăm mấy Tết là bắt đầu đã Tết rồi, mình phải về. Rồi sau đó mình ở nhà mình ăn Tết, rồi qua mùng 1 mình lên làm diễn. Thì khi mà mình nói ra thì gây sự hiểu lầm thôi. Tại sao bản thân Thư, như trước giờ Thư chưa có đính chính gì luôn á. Các đây là lần đầu tiên Thư nói. Tại vì Thư nghĩ là vậy nè, tại Thư không có làm gì đi sai hết á, Thư không có gì làm điều gì hổ thẹn hết á, Thư không có bỏ cha bỏ mẹ Thư mười mấy năm trời, Thư không có, nên không có điều gì mình phải ngồi mình phải trăn trở, mình phải đau khổ đọc comment ném đá của mọi người, và mình phải vào giải thích tại mình đâu có làm ba mẹ mình đó, mình về mình lo lắng, mình chăm sóc cho ba mẹ mình mà, chứ mình đâu có phải mình bất hiếu đâu, mình phải sợ, nên Thư không có vấn đề gì cả. Và quan trọng hơn nữa là cuối cùng những điều Thư đang làm đó, thời điểm này Thư đã qua 30. Câu hỏi được nhiều nhất là tại sao chưa lấy chồng, trả lời luôn là Thư cảm thấy hạnh phúc với cuộc sống hiện tại. Thư dùng thời gian tiền bạc của mình làm ra để phục vụ, một là cái nghề của mình, mình đầu tư tiếp tục, khi mình làm ra tiền mình lại tái đầu tư vào những sản phẩm của mình để cho quý vị khán giả đón nhận mình với những sản phẩm. Và khi mình dư thì mình sẽ bắt đầu, mình chắc chắn một điều là lo cho cha mẹ mình, và Thư tự hào về điều đó. Thì khi mà mọi người ném đá thì mọi người cứ ném thôi, mình đâu có làm đâu mà mình sợ. Và quan trọng là khán giả thì khán giả cũng rất là nhiều người, khi mà Thư bị ném đá thì khán giả cũng rất là nhiều người, và nó mọi người ơi, mọi người phải coi hết clip này nọ vậy thôi. Có rất là nhiều cách chọn để bộc lộ cảm xúc, cách chọn cái cá tính cho mình. Thư chọn cảm xúc của Thư bộc lộ cách thẳng thắn. Thư chọn cá tính mình một cách bộc trực, bởi Thư nghĩ như nè,
sống này nó có nhiều điều xung quanh này, cuộc sống này nó màu sắc, nó đẹp đẽ cũng có, nó u ám cũng có. Thì Thư là một người cứ hướng về ánh sáng mà đi thôi. Nơi nào có ánh sáng Thư sẽ đi về nơi đó. Thư không thích đi vào bóng tối, Thư không thích làm những cái điều gì gọi là nó bánh bèo quá, không biết nữa. Nói chung là Thư cái kiểu của Thư là như vậy. Đúng là mọi người nói đôi khi cái sắc mặt của Thư, cái thái độ của Thư làm cho mọi người cảm thấy là Thư chặt lắm, Thư kêu lắm. Nhưng mà Thư giống như sầu riêng đấy, cho mọi người không ăn được. Khi mà nó không ăn được, nó ngửi thôi là nó không chịu được rồi. Nhưng mà khi ăn được rồi thì nó bao kìa. Thư nghĩ là tới thời điểm này Thư sống được á, được anh em chị em yêu mến á, bởi vì cái tính cách của mình. Không biết nữa, với tính cách của mình, ví dụ như tới thời điểm này tại vì có thể là Thư nhớ là có một lần á, khi mà Thư mới quen chị Lệ Quyên à, xong thì đi chơi, xong chị Lệ Quyên mới bảo là ở cái con bé này kiếm một đứa trong showbiz mà thật như mày khó lắm. Mình nghe điều đó mình cũng thấy vui và mình cũng có thấy hạnh phúc. Vì tất cả các anh chị lớn khi mà tiếp xúc với mình đó thì ai cũng thương mình hết. Rất là cảm ơn anh Bo đã khen em dễ thương. Nói chung là tính mình á, mình rất là thích chăm sóc mọi người nữa, đặc biệt là những người mình yêu thương, mình quan tâm. Và đôi khi cái sự mà lo lắng thương cho bản thân mình không nói nhưng cho mọi người á, đôi khi nó cũng hơi bị đau đầu đó mọi người. Có một số người tiếp nhận cái cảm xúc của Thư á một cách hết sức là tích cực, nhưng mà một số người không có tiếp nhận được cái cảm xúc của Thư nên nó bị phản tác dụng. Nhưng Thư nghĩ không sao hết. Cái thời gian của Thư á, Thư không có thời gian nhiều để dành cho người yêu. Nói tới đây mọi người sẽ rồi bận dữ lắm hả? Không phải, tức là ví dụ như Thư đi quay là bận một chuyện rồi. Cái thời gian rảnh á, cái thời gian của Thư á, mà rảnh rỗi Thư dành để làm gì? Thư dành để viết kịch bản, Thư dành để coi phim, Thư dành để viết format, Thư dành để đọc sách, Thư dành để làm này cái kia. Mà cái tính của Thư khi mà dính một cái gì rồi thì dính dữ lắm. Ví dụ Thư đọc một cuốn sách đi, cuốn sách dài như thế này đi ha, có thể là có người là đọc cả tháng, Thư chỉ cần tập trung và Thư đọc trong 3 ngày thôi. Thư là một cái đối tượng đọc kịch bản nhét chữ vào đầu rất nhanh, nên khi mình cảm thấy là cái thời gian đó mình dành cho mọi cho cái công việc riêng của mình rồi, bây giờ nếu mà mình trích ra một khoản nữa để mình dành cho người yêu của mình thì nó sẽ không đủ. Mọi người biết mà, cái kèo mà yêu vô một cái bắt đầu dính mà Thư bảo nó dính rồi, Thư sợ là Thư không có thời gian để làm những việc khác. Đó lý do tại sao mà mình không chọn là để mình có người yêu thôi. Và Cơ Hội Đổi Đời là một cái chương trình mà khi mà mời thì Thư say yes liền, Thư đồng ý liền. Bởi vì thứ nhất là có hai anh chị mà Thư vô cùng yêu thương là anh Đại Nghĩa và chị Hương. Và thứ hai Thư thì là hết sức là nhân văn. Đó là lý do mà Thư tham gia chương trình. Còn mà về cái lý do mà những game để chọn lọc thì Thư cũng là nghệ sĩ mà, thực sự là tùy mút thôi. Không những game mà là sản phẩm của anh chị em nghệ sĩ cũng được. Tức là khi mà mình mời cái vai nào cũng vậy, mình cảm thấy mình happy với nó thì mình mới nhận. Và thực là năm nay Thư cũng sẽ ít xuất hiện ở game show. Thư sẽ giới hạn bởi vì Thư cũng ngại,